Mến chào đại gia đình. Mình chúc cho cả nhà một ngày mới được nhiều an vui. Cho cả nhà xem hoa trước cửa nhà mình. Hôm nay mình có làm món cà nâu hấp. Món này rất là đơn giản. Mời cả nhà cùng làm cho vui. Ở đây mình có hai trái cà, khoảng 400 g. Bây giờ mình cắt cái phần vỏ đầu này mình bỏ xong rồi mình đi rửa nó. Xắt cà vô trong ngăn rồi đem đi hấp 5 phút. Món cà nâu hấp của mình đã làm xong rồi cả nhà. Thì hồi nãy mình có chừa lại chút xíu hành với ngò, thì bây giờ mình rắc lên. Đây là mè đã rang. Cuối cùng là ớt khô. Nếu cả nhà mình có thích ớt khô thì mình rắc lên tí xíu. Còn nếu không thì không có sao hết. Thì món cà nâu hấp mình đã làm xong rồi. Mình rất vui khi mà được chia sẻ đến cả nhà những cái món mà mình biết. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video. Mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại lần sau.